Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với đi review. Hiện tại mình đang cầm trên tay chính là chiếc Samsung Galaxy S9. Tuy nhiên đây không phải là một sản phẩm mới nguyên siêu full box mà đây chỉ là một sản phẩm full box thôi. Và giá của nó thì rất là rẻ thôi, chỉ khoảng 9,5 triệu đồng cho một sản phẩm chính hãng và có đầy đủ phụ kiện. Ngay bây giờ thì mình sẽ đi mở hộp này để xem là với mức giá rẻ như vậy và cùng một cái hộp như này thì ở trong ta có đầy đủ phụ kiện hay không. Đầu tiên là đây có một cái ốp này, được tặng một cái ốp luôn, rất ok này, hay sim, một cái OTG này, một cái củ sạc đấy, sạc này là sạc nhanh nhá. Dơ lên cho bạn thấy trong này chúng ta có gì. Cái dây sạc, cái dây sạc này thì bị chắc là cái hộp này thì bị mất một cái bọc rồi. Anh nghe nhá, anh nghe AKG chuẩn xịn luôn này. Tiếp theo là cái nút tai để chúng ta thay đổi. Như vậy là nó là bao gồm một cái phụ kiện chuẩn như một chiếc máy mới, như một cái sản phẩm chính hãng mà các bạn khi đi mua thì sẽ có như vậy. Và mình xin nhắc lại là giá của nó chỉ là 9.490.000 đồng. Nó sẽ rẻ hơn khoảng độ gần một nửa so với bản chính hãng đang bán tại thị trường Việt Nam. Và đây cũng là sản phẩm chính hãng luôn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ đi chia sẻ nhiều hơn với bạn thông tin chi tiết về chiếc Galaxy S9 này, để nếu bạn nào có nhu cầu đang quan tâm thì có thể nắm được. Đầu tiên về nguồn gốc xuất xứ thì như mình nói ở phần đầu video cũng như là cái tiêu đề luôn, thì đây là những chiếc Samsung Galaxy S9 chính hãng. Chính vậy nên khi sử dụng ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên là hai sim, máy có thể lắp được hai sim 2G hoặc là một sim 1G tùy các bạn lựa chọn. Và hai sim này nó sẽ hoạt động trên cái ROM gốc của máy luôn, tức là chúng ta chỉ cần lắp sim vào là dùng luôn, không cần phải mod hai sim hay là độ hai sim hay là up ROM giống như phiên bản Hàn Quốc. Đấy, rất là tiện, nên là cái độ ổn định thì cái chất lượng cũng sẽ rất là cao hơn rất là nhiều. Và tiếp theo đó là làm phiên bản hàng chính hãng nên máy sẽ có thể dùng được Samsung Pay. Samsung Pay thì khi mà chúng ta cài đặt thì vuốt lên kéo lên và thanh toán. Cái Samsung Pay là cái ứng dụng, là cái phương thức thanh toán mình đánh giá rất cao và theo mình thì nó sẽ bùng nổ vào trong năm nay hoặc là trong năm 2020 tới. Tiếp theo đó là máy sẽ sử dụng được phần mềm Galaxy Gift, tức là quà tặng Galaxy cho những dịch vụ ăn uống này, xem phim hoặc là code mua những điện thoại Samsung chính hãng được giảm giá khá nhiều, lên tới 2,5 triệu đồng. Và cái lô hàng Samsung Galaxy S9 này sẽ đều full box, line new và có đầy đủ phụ kiện. Tuy nhiên thì số lượng không có nhiều đâu. Nếu bạn đang quan tâm hoặc là thấy đây là một kèo thơm thì mình nghĩ các bạn nên qua thật sớm hoặc là liên hệ tổng đài 1900 6122 để chốt giữ hàng, tránh bị tình trạng hết hàng. Theo mình nghĩ thì nó sẽ hết hàng rất là nhanh thôi. Và ngoài ra thì mình cũng có kiểm tra thử cái email này trên hệ thống Samsung để kiểm tra bảo hành. Thì các bạn có thể thấy là máy được ghi nhận trên hệ thống Samsung này và thời gian bảo hành của nó vẫn còn luôn, từ ngày bảo hành đến ngày 16 tháng 3 năm 2019, tức là thời gian bảo hành vẫn còn nhưng mà không nhiều. Vì vậy nên chúng ta có thể gọi đây là những chiếc Samsung Galaxy S9 là những sản phẩm đã kích hoạt chưa bảo hành. Và nói lại một chút về giá bán thì với mức giá này thông thường chúng ta sẽ chỉ mua được những sản phẩm hàng nhập khẩu từ những thị trường như là Mỹ, Hàn, nhưng mà hiện tại thì các bạn đang có cơ hội để sở hữu luôn những phiên bản chính hãng còn bảo hành trên hệ thống của Samsung và đặc biệt nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện zin, những cái thứ mà chúng ta rất khó để tìm kiếm trên thị trường. Và tiếp theo, mặc dù là chúng ta vừa mới chứng kiến màn ra mắt của thế hệ kế nhiệm là Galaxy S10, nhưng chiếc Samsung S9 này hiện tại vẫn còn đang rất ngon và rất đáng với đồng tiền chúng ta bỏ ra. Bởi vì là giá bán của Galaxy S10 thì nó cao hơn hẳn là gấp đôi so với chiếc S9 này. Và với chiếc Samsung Galaxy S9 này, các bạn có thấy là mình đang cầm sản phẩm này ở trên một tay và rất thoải mái, thậm chí thì có thể sử dụng luôn bằng một tay. Chúng ta còn rất nhiều những cái điểm mạnh của chiếc S9 này như là màn hình cong vô cực này. Màn hình cong của nó thì cong vừa đủ thôi, cong đẹp, không như là cong kiểu S8 hay là S8 Plus hay là thậm chí là cái đời S7S đấy, không vừa đủ thôi, rất đẹp và rất là gọn, còn rất chắc tay mặc dù màn hình nó kích thước rất là lớn. Tiếp theo đó thì chiếc Samsung Galaxy S9 này nó còn có một cái khả năng chụp ảnh rất tốt với camera đơn thôi, mặc dù chỉ là camera đơn thôi nhưng mà khả năng chụp ảnh của nó thì rất là bá đạo ở trong tầm giá. Và mình nghĩ là trong tầm giá 9 triệu thì rất khó để có sản phẩm nào có thể cạnh tranh được cái camera này. Và ngoài ra là phiên bản chính hãng, máy sẽ được trang bị có chip Exynos 9810, một chip được đánh giá ngang với S845 của Qualcomm. Như vậy thì với chiếc S9 này chúng ta có thể chơi game thoải mái này, máy có thể chiến được hầu hết tất cả những thể loại game nặng nhẹ trên không dụng, điển hình như là Liên Quân Mobile này, PUBG Mobile hay là Asphalt 9 ở chế độ đồ họa tối đa. Và tổng kết lại thì chiếc Samsung Galaxy S9 này có gì nổi bật? Đầu tiên, đây là một sản phẩm hàng chính hãng với mức giá rất rẻ. Mức giá này chúng ta thường chỉ mua được những sản phẩm hàng từ những thị trường Mỹ, Hàn thôi. Và quan trọng hơn hết, nó là một sản phẩm full box line new. Ở bên trong này chúng ta sẽ có đầy đủ phụ kiện như là sạc cáp, tai nghe,
quay trò xin được chia sách hướng dẫn và một chiếc ốp tặng kèm như một cái sản phẩm mới 100% các bạn. Rất khó để tìm kiếm được ở trên thị trường và cũng chưa biết là thật giả như nào nữa, chẳng may bị lừa nữa. Và tiếp theo, vì là cái sản phẩm chính hãng nên sẽ có rất nhiều ưu đãi dành cho sản phẩm này, như là sử dụng 2 SIM 26 thoải mái này, quà tặng Galaxy, hay là được Samsung hỗ trợ cập nhật phần mềm rất là nhanh thôi. Và video mình tới đây là kết thúc. Nếu là đã quan tâm sản phẩm này có thể tham khảo thêm tại link mình sẽ để ở dưới mô tả video. Và các bạn lưu ý là số lượng của những chiếc Samsung Galaxy S9 chính hãng, hàng Lightning Fullback này không có nhiều, nên các bạn hãy quyết định thật nhanh, thật sớm để mua được cái sản phẩm, sở hữu được cái kèo thơm này nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Một lần xin chào và hẹn gặp lại.